Từ bây giờ không phải lo về quần áo nữa rồi. Đều qua đi. Mua đồ vừa dễ, chuyển từ Hàn Quốc qua Việt Nam lại nhanh. Dùng cái em này đúng là thích thật. Được rồi. Hay đấy nhỉ. Đồ ship từ Hàn Quốc đã qua rồi á. Bây giờ không phải lo về quần áo nữa rồi. Thì vậy, nhận ra mình à? À, Yijin호. Hana 너였어? 언제는 나 어떻게 못 알아보겠냐더니. 아, 미안해. 그런데 옷 샀어? 완전 처음 보는 옷이라. 그래, 샀어. 너무 예뻐서 못 알아봤잖아. 빨리 안 와? 나 배고파. 어, 그래. 가자.